Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Hôm nay em sẽ lên sóng báo giá nhanh tới toàn thể quý vị các bạn những cái mẫu xe 5 chỗ, 7 chỗ gầm cao. Mẫu xe CUV, SUV, những mẫu xe chở được nhiều người. Bên em là xe về rất là nhiều luôn. Đó. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Mẹt GLK sản xuất 2009, phiên bản số tự động, mang biển kiểm soát Bắc Ninh, sản xuất 2009 với mức giá là 435 triệu đồng. Phía bên cạnh đây là một chiếc Hyundai Tucson sản xuất 2011, phiên bản số tự động nhập Hàn, mang biển kiểm soát Thái Bình 17A050568, tư nhân sử dụng và còn zin cả xe nhé. Xe đã lên rất nhiều đồ rồi, màn hình Android cam, nùi cam hành trình, không thiếu một cái gì, hạn đăng kiểm dài miên man. Con này là bán ở thế nào anh? Xe này hạn đăng kiểm tháng 10/2023. Nó 4 quả lốp mới, sơn xi căng mọng, sơn xi nguyên bản nhé. Hệ thống đèn đóm cực kỳ sáng, lên full đồ rồi. Bản này được trang bị cửa sổ trời Panorama, hai cửa sổ trời, cực kỳ xịn sò, Hyundai Tucson. Nội thất ghế da nguyên bản. Đấy, cốp của dòng xe này siêu rộng luôn. Đặc biệt là Hyundai Tucson thì dẫn động hai cầu. Đấy, hai cầu điện nhé, 4WD. Wow. Đăng ký 5 chỗ ngồi và khoang cốp siêu rộng luôn. Rất xịn sò. Cốp số cua, thiết bị kích lốp, sàn xe xịn sò luôn. Hyundai Tucson 2011, biển kiểm soát Thái Bình, biển rất là VIP, 00568, năm nào cũng phát, năm nào cũng lộc. Dẫn động hai cầu, sơn xi nước xe, sơn xi màu đen này cực kỳ là chất. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá là xuất là 435 triệu đồng. 435 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Một chiếc Ford Everest sản xuất 2011. Ford Everest phiên bản số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5. Số tự động một cầu nhé. Nội thất rất là sạch sẽ, nội thất màu kem bơ. Ford Everest 2008 và mức giá đề xuất là 348 triệu đồng, hạn đăng kiểm tháng 4/2023, 15A08911. Một chiếc xe chỉ có mấy chục thôi cho các bạn. Toyota, tôi yêu tòa dây. Kia Carrera 2010. Kia Carrera 2010 phiên bản số sàn, máy 2.0 bản đủ, lên full đồ. Đăng ký 7 chỗ ngồi, cả lái là 8 người nhé. Đó là răng đúc phanh đĩa ABS, điều hòa auto, gương kính điện, cụm xe, màn hình cam lùi và hình Android đầy đủ hết. Hiện tại thì chiếc Kia Carrera 2010 có mức giá 235 triệu đồng. Giá rất ok. Một chiếc Fiat Doppler có 2009 và mức giá chưa đến 100 triệu đồng, chín mấy triệu đồng thôi. Toyota Innova 2006 phiên bản số sàn, máy 2.0 bản đủ, mang biển kiểm soát 10A01970. Dòng này thì các bác về chạy dịch vụ hay dòng này chạy dịch vụ thứ hai luôn. Vì nó rất là nhiều người. Mức giá là 235 triệu đồng. Ford Everest 2009 đăng ký 2010 phiên bản số tự động, máy 2.5, máy dầu diesel turbo tăng áp, với mức giá đề xuất là 409 triệu đồng. Với tất cả các mức giá trên thì bên em có bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giá cả vẫn có thư tư lượng thêm. Đấy, một chiếc Ford Everest 2008 nhé, phiên bản số tự động, máy dầu turbo tăng áp 2.5.
chiếc xe số tự Ford Fiesta số tự động một cầu 2008 với mức giá là 358 triệu đồng. Đấy, giá cả thì vẫn có thể thương lượng thêm. Đấy, em sẽ các bác phải nhiệt tình mua xe bớt nhiệt tình luôn. Đấy, cho các bác mua xe được luôn. Đấy, chiếc xe thì còn zin cả xe, máy số zin. Ford Fiesta gầm cao may thắng, một trong mẫu xe SUV thực sự. Một chiếc Ford Fiesta 2007 phiên bản số sàn máy 2.5 diesel turbo tăng áp. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 225 triệu đồng. Đấy, xe mang biển kiểm soát Hải Dương 34A29919, sơn xi màu đen. Độ thiết kế ra rất là sạch sẽ. Vâng, tiếp theo là một chiếc Toyota, một chiếc Ford Everest. Đấy, mang biển kiểm soát thủ đô nhé, 30E92441. Bác nào Hà Nội, Sài Gòn không phải mất 20 triệu tiền biển này. Đấy, chiếc xe 2008 phiên bản là số sàn. Phiên bản số tự động máy 2.0, số tự động một cầu với giá khá là 348 triệu đồng. Một chiếc Toyota Innova sản xuất 2015. Đấy, bản di lăng full rồi. Nó mang biển kiểm soát thủ đô 30H00775, có mức giá là 348 triệu đồng. 348 triệu đồng. Một chiếc Isuzu D-Max sản xuất 2016 nhập Thái phiên bản số tự động một cầu, động cơ diesel turbo tăng áp 2.5. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá giảm so với mức giá ban đầu. Mức giá ban đầu là 505 triệu đồng, bây giờ chỉ còn 485 triệu đồng nhé. Isuzu D-Max, dòng xe rất ưa chuộng ở Thái Lan này. Trang bị nhìn khá là hầm hố, 485 triệu đồng. Toyota Innova, đấy, bản di lăng form này, lăng form kịch form 2015, 2008 form 2015 phiên bản số sàn máy 2.0 với giá là 209 triệu đồng. Form đầu to rồi. Một chiếc Chevrolet Vivante, một mẫu xe 7 chỗ gọn gàng, mang biển kiểm soát Vĩnh Phúc 88A01874, sơn xi màu vàng. Chiếc xe này sản xuất 2009 phiên bản là số sàn máy 2.0, mức giá là 168 triệu đồng. Vâng, thì bên đây là một chiếc Chevrolet Vivante sản xuất 2008 phiên bản là số tự động máy 2.0, mang biển kiểm soát Thái Bình 17K7903, vẫn tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Xe còn rất là đẹp mà số tự động rất dễ đi, với mức giá 179 triệu đồng. Chevrolet Vivante 2008 phiên bản số sàn máy 2.0, mức giá là 158 triệu đồng. Một chiếc Mitsubishi Triton, một mẫu xe bán tải nhập khẩu Thái Lan, sản xuất 2011 phiên bản số sàn máy dầu turbo tăng áp 2.5 lít với mức giá 305 triệu đồng. Mitsubishi Triton. Một chiếc Chevrolet Vivante 2008 phiên bản số tự động máy xăng 2.0 với giá là 175 triệu đồng. Chevrolet Vivante 2008 phiên bản số sàn 2.0, 158 triệu đồng. Isuzu, một mẫu xe 7 chỗ nhỏ gọn nhé, gầm cao máy thoáng này, máy dầu tiết kiệm nhiên liệu. Isuzu 2004 phiên bản số tự động máy 2.5. Đó, số tự động 172 triệu đồng. Đấy, bên em vừa về chiếc Toyota Innova đời cao mà. Toyota Innova Venturer chuẩn bị lên sóng nhé, quý vị và các bạn theo dõi kênh. Vâng, vừa rồi thì em lên sóng báo giá nhanh. Đấy, ngoài ra thì còn chiếc Honda CR-V này 2010 với giá 386 triệu đồng. Quý vị các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn đưa lên.
Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 và kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết chiếc xe mình cần mua, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Honda CR-V 2010 phiên bản số tự động máy 2.0 mức giá 386 triệu đồng. Đấy, ngoài ra thì bên em còn nhất rất nhiều các mẫu xe sedan, hatchback mức giá loanh quanh chỉ hơn 100 triệu đồng thôi. Vâng, em xin kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.